hút vào một chiếc bình. Khi chiếc bình lần nữa mở ra, Elsa đã xuyên không đến thế giới hiện thực. Đi trên con đường lớn, Elsa kinh ngạc nhìn thế giới xung quanh. Lúc này một chiếc xe máy vụt qua người cô, Elsa sợ đến nỗi cả người run rẩy. May thay cô rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, nếu không xung quanh sẽ biến thành băng mất. Nhưng những nơi cô đi qua đều lưu lại vết băng, điều này đã khiến cảnh sát chú ý đến cô. Bọn họ đi theo dấu vết cô để lại đến một căn nhà kho. Nghe thấy có tiếng người đến, Elsa vội vàng trốn vào một góc. Do hoảng sợ nên phép thuật của cô đã bị mất kiểm soát và vô tình tạo ra một quái vật băng. Hai người cảnh sát ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, quái vật thét ra một luồng khí lạnh khiến khẩu súng trong tay Nolan rơi ra. Viên đạn bắn ra khiến con quái vật càng thêm tức giận, nó đuổi hai người cảnh sát ra khỏi nhà kho. Tất cả mọi người trên đường đều sợ hãi bỏ chạy trước cảnh tượng đáng sợ này. Tuy nhiên con quái vật có vẻ rất ghét tiếng gào thét của con người, nó mất hứng đi ra ngoài thị trấn, cuối cùng biến mất trong rừng. Mặt khác, Elsa đi lạc vào một cửa hàng đồ cổ và vô tình nhìn thấy chiếc vòng của em gái Anna. Xem ra Anna cũng ở thị trấn nhỏ này. Nhìn đường phố tấp nập, sức mạnh của Elsa lại lần nữa bùng phát, vô số băng trồi lên từ mặt đất và chặn kín đường vào thị trấn. Trước khi tìm được Anna, không ai được rời khỏi thị trấn này. Emma đến hiện trường và phát hiện Elsa đang ở đây. Sau một hồi kiên nhẫn gặng hỏi, cô biết được rằng Elsa đang đi tìm em gái mình. Lúc này hai người đồng nghiệp của Emma đã xuất hiện. Elsa lần nữa mất khống chế, một bức tường băng lập tức mọc lên chặn hai người đồng nghiệp kia ở ngoài. Dola đề nghị muốn giúp đỡ Elsa tìm Anna, nhưng trước hết cô phải hạ bức tường kia xuống đã. Có điều Elsa lúc này không thể tin vào người lạ, trừ phi bọn họ giúp cô tìm được em gái trước. Sau khi biết em gái cô tên Anna, người đồng nghiệp nghĩ ra một manh mối, vì vậy bọn họ lập tức quay lại thị trấn. Mặt khác, Emma đã sắp lạnh cóng trong lâu đài băng của Elsa. Elsa thấy vậy quyết định thả cô ấy ra trước, nhưng cô đã thử mấy lần mà không được. Hóa ra Elsa vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của mình. Khi Emma chuẩn bị bị đông thành băng, đồng nghiệp đi tới và nói rằng họ đã tìm được cách để tìm thấy Anna. Tin tức này khiến Elsa bình tĩnh lại đôi phần. Cô cố gắng tập trung và tạo một lỗ để Emma thoát ra. Có điều Elsa đã quên mất chiếc vòng của Anna bị đánh rơi ở lâu đài băng. Thông qua đồ vật mà đồng nghiệp của Emma mang đến, Elsa cuối cùng cũng có thể cảm nhận được tiếng tim đập của em gái. Mặc dù không thể xác định được em gái đang ở đâu, nhưng ít nhất cô cũng biết Anna vẫn còn sống. Elsa quyết định gỡ bỏ tường băng chắn quanh thị trấn. Nhưng khi cô thành công kiểm soát được sức mạnh của mình, thì lại không thể thu hồi tường băng. Điều này khiến cô vô cùng khó hiểu. Mặt khác, ở trong thị trấn, một người phụ nữ khác cũng có sức mạnh điều khiển băng. Ngày hôm sau, một cô gái chỉ ăn một miếng kem đã bị đóng thành băng. Giống như chúng phải lời nguyền nào đó vậy. Mọi người nghi ngờ là do Elsa làm, nhưng Emma biết rằng Elsa sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Để chứng minh sự trong sạch của Elsa, Húc đã đưa cô đi tìm phù thủy đứng sau chuyện này. Chỉ thấy Húc thổi nhẹ vào tay, tóc của người bị hại liền biến thành băng. Hai người họ đi đến một khu rừng và phát hiện phù thủy chính là bà chủ tiệm kem. Húc thấy vậy định bắt bà ta lại, nào ngờ chân anh đột nhiên đóng băng. Tôi không thể để cậu đi như vậy, bỏ anh ấy ra. Chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút đi nhỉ. Elsa yêu dấu. Elsa vô cùng nghi ngờ, cô không hề biết đối phương là ai cả. Miu nói rằng đó là vì ký ức của Elsa đã bị ai đó động đến. Hơn nữa người đã phong ấn Elsa chính là em gái cô Anna. Elsa cho rằng tất cả đều là do Miu bịa đặt. Lúc này Miu đột nhiên thi triển ma pháp, chuẩn bị lấy mạng Húc ngay trước mắt Elsa. May rằng Emma đã kịp thời xuất hiện. Hóa ra Emma cũng biết phép thuật. Khi Elsa quay đầu lại, Miu đã biến mất rồi. Bà ta quay lại cung điện của bản thân, sau đó thi triển một loại phép thuật nào đó, lớp băng trước mắt lập tức phát sáng. Mặt khác, Elsa dường như cảm nhận được hơi thở của Anna. Cô tiến sâu vào trong rừng và thật sự nhìn thấy người em gái đã lâu không gặp. Nhưng lúc này hai người đã bị ngăn cách bởi một vách núi. Vì vậy, Elsa kích động ôm chặt lấy em gái. Lúc này Miu lại lần nữa xuất hiện, bà ta hất tay một cái, Anna lập tức biến thành một tảng băng. Hóa ra đó chỉ là ảo ảnh để đánh lừa Elsa. Miu lần nữa hất tay, hai tay Elsa liền bị xích băng trói lại. Miu nói với Elsa, sự sợ hãi chính là kẻ thù lớn nhất của cô càng sợ thì dây xích sẽ càng chặt. Nói xong liền quay người rời đi, vì cảm thấy có gì đó bất thường, nên Emma cũng đuổi theo Elsa vào trong rừng và vô tình gặp phải con quái vật mà Miu thả ra. Pháp sư lập tức tấn công nó bằng lửa. Emma cũng sử dụng sức mạnh của mình, trực tiếp đánh bay một tay của con quái vật, nhưng một giây sau, cánh tay của nó đã hồi phục lại. Vì vậy cả hai người họ đã hợp sức tấn cả, cố gắng hạ gục con quái vật. Con quái vật băng khổng lồ cuối cùng bị biến thành một vũng nước. Lúc này Elsa cũng đã vượt qua nỗi sợ của mình và thành công phá vỡ xích băng. Khi Emma định tiếp tục đi tìm Elsa, thì Miu đã chặn cô lại. Bà ta giơ tay ra, chiếc gương của pháp sư đã rơi vào tay bà ta. Dưới sức mạnh đáng sợ của Miu, cả hai không có cách nào phản kháng lại. Lúc này Miu đột nhiên bị đánh bay, hóa ra là Elsa. Điều khiến họ không ngờ đến chính là Miu lại vô cùng phấn khích sau khi bị tấn công như vậy. Chúc mừng, cô đã vượt qua được nỗi sợ của mình, nhưng nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Sau khi đã có được mảnh gương cuối cùng, Miu đã gieo lời nguyền lên cả thị trấn. Mặt khác, Elsa và mọi người đã tìm được một cuốn sách trong cửa hàng đồ cổ và phát hiện Miu chính là cô của Elsa. Cô phát hiện ra một điều vô cùng bất ngờ. Bên trên có viết Emma và Elsa sẽ trở thành